là ai tỉnh táo, ai có những sản phẩm và được ghi nhận, không phải là tung hô nhau nhé, mà được ghi nhận, được công nhận và có những tỷ lệ đẹp xây dựng từ những cái nét ngày xưa nó chưa có gì dựng lên, thì thực sự là những người giỏi. Đó, trở lại cây này nhá, trở lại cây này. Xin chào cả nhà nhá, hôm nay làm cây đêm, hôm nay sẽ quyết định cắt cây si này. Quý vị xem này, cứ tưởng bé quý vị khiêng vào đây để cho nó sáng để làm, mà nó to dã man này quý vị. nó phải tầm mấy mét ấy quý vị. Riêng cái tán của nó nếu mà bẻ xòe ra đấy, nếu như mà cái cây này ngày trước mà để ở dưới phố thì làm sao mà có thể nuôi được như này quý vị. Một cây này phôi như này đã gần như đã chiếm mất một góc rất rộng của cái sân thượng ở dưới, thì làm sao mà có thể mà nuôi được, mà nó còn những cái cây khác nữa quý vị ạ. Đấy, về quê thì rộng rãi thì thỏa sức, mà nó gọi là bung xích chó luôn. Hôm nay cắt cây này, cắt để tiếp tục lại định hướng, cứ cắt cứ định hướng, chứ không khống chế là những cái điểm mà mình đang cần nuôi thì nó lại bị bỏ quên bỏ rơi, thì nó nhiều khi nó bị lại phải nuôi lại. Đó, cho nên là phải thường xuyên, và đến cái lúc nó cũng phải làm rồi. Đó. Chiến đấu thôi. Đợt tới thì một hai cái tuần tới thì mình cũng không có, mình bận việc không về quê được, nhưng mà tuần này phải giải quyết luôn. May quá mưa nó tạnh, thì mình cắt xong thì cho nó ráo nhựa thì nó mưa là đẹp. Kiểu gì trời cũng còn mưa. Chiến nhá. Cắt cây nhá. Ok, vào xem ông có quà gì kìa. Cô giáo cái gì? 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 Cô gi
Ok chưa? Làm cái đấy anh em xem nhá. Bây giờ mới dọn gọi là nó gọi là để cho nó đỡ vướng thôi. Đấy. Bây giờ cô lại còn có mỗi tí. Các bác xem nhá. Chuẩn bị xong rồi đến cái tiết mục thu để nắn chỉnh cái răm của nó nhá, quý vị nhá. Không có người phụ đâu nghe này. Mà một tay một máy thì không được. Thank you.
Úi giời, cơm đã. Cơm đã. Đó. Bao lâu nay cứ quay cây với lại cắt cây cho người khác quý vị ạ. Cây mình thì không có mấy, vậy không mua được. Hôm trước có anh em người ta hỏi một câu là độ này chủ kênh đói hay sao? Không thấy mua cây nào. Đúng, quá đói. Cây của mình thì chưa đến lúc cắt, rất là khó chịu, bức bách. Thì hôm nay về là mất tiền mua mâm đông cho ông đâm cho thủng này, thịt luôn này. Đó, quý vị xem nhá, bây giờ đi ăn cơm xong một tí nữa chỉnh sửa tiếp, rồi lại quay tìm phim tiếp quý vị nhé, còn đang giang dở. Em tốt ghê, còn ngón tay cái này. Dẫm mở lao ra sao. Đó, quý vị ạ. Ăn cơm xong rồi, đá vài lon bia cỏ rồi. Bây giờ nó lại mát. Chính ra bây giờ để bây giờ làm nó mới phê này. Nhưng mà hòm hòm mất rồi. Bây giờ thì vừa rồi nó cũng có một vài cái điểm thì cũng cắt đi rồi. Nó xử lý vào cái rễ này. Rễ chạy cho nó bẩn thân này, không cần thiết. Đấy. Đấy thì có thừa rồi. Đó. Còn một số những cái điểm nữa thì ta phải chờ dăm nó lên để ta lựa tiếp quý vị ạ. Này, vừa cạp vào cái đầu này. Cái đầu này một số những cái điểm cũ ngày xưa đó, thì ngày xưa mình cắt thì cũng phải lựa để sau này nó nảy như nào là mình lại tính tiếp quý vị. Thì lần này cũng vậy, để cho nó nảy tiếp xong rồi ta lại có những bước điều chỉnh tiếp theo cho nó phù hợp với cái cây, gọi là vừa khống chế lại vừa nương theo nó. Cái gì cũng vậy, phải hài hòa lợi ích quý vị ạ. Chứ mà thô bạo quá hay là nó viển vông quá là cũng không thành được đâu. Không thành cây được đâu. Đó. Mặt sau đây. Mặt sau xúc động lắm. Bây giờ là tìm nốt xem như có những cái điểm nào cần điều chỉnh và sau đó là nhặt sạch những cái lá ở gốc này đi thôi. Rồi ngày mai sáng chùa thì ngắm nghía lại một lượt nữa là coi như là đợt này là thành công cái đợt nuôi này và đợt cắt này. Cắt ra thấy nó ố dề này là ok rồi. Chi là ok nhé. Đó, như vậy là tương đối sạch sẽ rồi quý vị ạ. Tâm sự chia sẻ quý vị, các bác, cô chú, anh chị một chút. Cái công việc làm cây thì bây giờ hiện tại rất nhiều anh em đi làm cây. Người ta nghĩ rằng là cứ sở hữu cây đẹp, bán cây đẹp, bán nhiều cây đẹp là biết làm cây, nhưng nó không phải như vậy.
Có những người bán cây rất giỏi, không làm được cây. Có những người nhìn cây rất tốt, bắt cây chuẩn mà vẫn không làm được cây đâu quý vị. Đó, cái câu chuyện làm cây không phải là đơn giản. Ví dụ như một cây mà hoàn thiện rồi hoặc là nó có nét rồi, quý vị cứ triển khai theo cái dáng đấy, nó không có cái gì là nó gọi là cái đột phá cả, thì nó cũng có lẽ là nó cũng phần đa mọi người là nếu mà biết chơi cây là có thể làm được. Thế còn để thay đổi số phận một cái cây hay làm hay là tác động hay là nhìn ra những nét khó thì và đi đến được cái kết quả thì không phải, không có nhiều người luyện đó. Đó, và một số anh em bây giờ thì cũng đi làm thuê làm cây cho người khác, hay là cũng bán cây rồi chăm sóc rồi cắt, cứ chủ đến là báo cắt thôi, nhưng mà cắt như thế nào và mùa nào cắt hay là cắt xong thì phải như nào thì câu chuyện nó không đơn giản là chỉ việc cắt xong là xong, sướng tay sướng mắt cái lúc đấy đó, thì và kết hợp với người chủ người ta cũng không có nhiều cái hiểu biết ấy, thì nó thành một cái hệ thống sụp đổ. Ok, rồi mình cũng không phải là có cái gì, mình không phải là người biết làm cây hay là dạy dỗ gì ai, nhưng mà cái cuộc chơi bây giờ nó là như vậy. Thì có lẽ là ai tỉnh táo, ai có những sản phẩm và được ghi nhận, không phải là tung hô nhau nhé, mà được ghi nhận, được công nhận và có những tỷ lệ đẹp xây dựng từ những cái nét ngày xưa nó chưa có gì dựng lên, thì thực sự là những người giỏi. Đó, trở lại cây này nhá, trở lại cây này. Đó, chụp vài kiểu ảnh để lấy tư liệu quý vị. Lúc nó sạch sẽ để xem. Đó, mặt sau nhá, chả kém gì mặt trước đâu. Xì thì nuôi nó biến thích lắm, sau sẽ còn điều chỉnh tương đối nhiều quý vị nhé. Hiện tại bây giờ lại tiếp tục nương theo nó, bao giờ nó có bộ răm mà đạt cái bộ răm ok rồi thì lúc đấy mới dám khẳng định là làm xong rồi quý vị. Bây giờ vẫn đang trong quá trình vừa lựa vừa làm vừa định hướng, vừa lựa vừa nương theo. Đó, để làm sao nó hài hòa với cây và với cái ý tưởng của mình. Mình nhiều khi là cũng phải thuận theo cái cây quý vị nhé, không thể nào mà cứng nhắc được. Đó, thuận theo tự nhiên. Đó, có tác động nhưng mà không mang tính cực đoan quý vị. Ok, chúc quý của bác anh chị thật nhiều sức khỏe, có nhiều cây đẹp. Hôm nay tôi được chống vật bằng hai lon bia và hai cái cây được cắt tỉa, và hai cái tác phẩm cắt xong rất là cảm xúc. Có nhiều cây cắt xong là mình buồn, mình chán, nhưng mà hai cây này cắt xong thì phê quá, tuyệt vời. Chúc các bác, quý cô, chú, anh chị thật nhiều niềm vui nhé.